Sau nay dở rồi nè, đó dở rồi đó. Nè dở rồi nè anh chị. Dở chống lỏng rồi nè, đó. Đóng cửa là hết rồi kìa. Đó. Ừ, chống lỏng dở rồi. Dở rồi đó. Tháo ra chơi luôn rồi. Cái này giống là cái chỗ mà của mấy bảo vệ ngủ nè anh chị. Ông thầy đây ra đây ngồi, thầy ở ngoài đây nè. Cái chỗ này là chỗ cũ của thầy á. Ừ. Nè anh chị. Có cái đường xuống này. Nè, đường nè. Đi đây xuống được nè. Đi qua bển được nè. Cái trái này cái giống cái trái chùm ruột đó nè. Giờ em phải lội đi đây nè chị, đó cái góc đó để em đi qua bên đó cái câu cái là cái gì trong đó anh chị. Hai bên toàn là đá không anh chị. Biết có ai ở bên trong đó hay không, nhưng mà theo ông nghĩ cái này là của cái bảo vệ đang ở anh chị, của mấy ông bảo vệ đang ở. Xây cái gì ngăn ngăn ở trong đó vậy ta? Cái gì kỳ vậy ta? Ủa xây cái kiểu gì kỳ vậy ta? Đúng không? Ừ. Hỏi. Cái gì? Xây cái kiểu gì vậy ta? Có thờ
thờ, có thờ, có thờ. Có thờ mà sao có tấm vải. Ủa sao kỳ thờ? Có, kỳ thế. Có thờ ông bà ở đây nè. Mà sao xây gì mà một ngăn hả? Một ngăn, hai ngăn, ba ngăn, ba ngăn, bốn ngăn. Mình không biết cái này cái gì cái nhà. Xây kỹ. Thế đây. Ừ. Đây dòm xuống thì rất là đẹp luôn anh chị. Ngồi đây là chỗ mà để bàn uống trà đó anh. Bây giờ đây, anh chị dòm xuống cái khung cảnh từ ở trên đỉnh núi Vinh. Anh chị dòm xuống nè. Đó. Cái nóc chùa Phật Quang là dưới ngay lùm cây này nè, mà sao mình không lên đây mình phức không thấy, nó nằm sâu chủng dưới mình không thấy nè, đây ruộng đồng lúa lộn không nè anh chị. Đó. Đó, đây là trên đỉnh núi Vinh nha anh chị. Đó. Mà không hiểu bên trong đây xây cái kiểu này, cái gì mà như vậy nè anh chị. Dính gì đó đỏ em ơi. Ừ. Tại sao xây thì lạ quá. Xây mà thờ cái gì ngộ. Thờ có bát nhang thôi. Thờ có bát nhang thôi. Xung quanh là bình thường nha. Nè xây qua đây nè. Sao chỗ này đen thui nè. Đen thui nè. Không phải gồng ghiêu vậy, giống như khối vậy. Chị dòm xuống nè. Đó. Thấy không anh ta anh Phúc? Đó anh chị dòm xuống rồi. Đây là trên đỉnh núi Vinh luôn nha anh chị. Ở đây mũi quá. Ở đây mũi lắm cả nhà. Ở đây mũi lắm. Có người ở. Nè, ly sắp nhang đồ nè. Có cái cục gì vàng vàng kìa. Nè. Nè. Ừ nè. Ấy, cục vàng chiếu ra kìa. Ừ, nè. Giơm nè. Nè.
chiếu mình thấy rõ, chiếu chiếu ra luôn nè. Đó. Đi đây được, dòm là thấy rồi mà. Không lẽ cái khoai vàng nó thành sao? Nè. Cả nhà đó. Cục vàng nè cả nhà. Đó. Đó. Cục vàng cả nhà. Đúng rồi, đúng rồi, cục vàng. Đi 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 đi. Đi lại coi. Nè cả 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 nhà thấy rõ không? Đó. Cục vàng. Không lấy ăn nữa. Cái khoai vàng là của thầy ở nằm đây. Đó. Thấy không? Đó. Ở nè. Đó cả nhà. Tại sao đi lên đây? Cái hũ vàng. Ở đây đây. Thấy hũ vàng không? Thấy hũ vàng rồi cả nhà ơi. Cái này. Cái hũ vàng thiệt luôn nè. Đi, đi, đi tìm. Tìm đường lên đây sao lên. Lên đây. Cái hũ vàng nè. Có cái hũ vàng nè. Nè. Cái hũ bằng vàng thiệt luôn mà. Đây nè, đây nè. Chắc cô thầy để đây nè. Cái gì vậy ta? Nè hũ vàng cái gì nè. Đây nè, bên đây nè. Bên đây con nhìn nha. Đi đi đi. Cái vàng cả bạn muốn cúng cái đường qua đó. Đây nè, trên kia kìa. Ủa mà lẽ chôn núi ngay nó lòi ra ta. Thấy chú chiếu trên kia. Ở trong đó đó. Bây giờ kiếm đường lên đó. Có cái hầm đó kìa. Có cái hang cái đường này lên ta. Giờ sao ta? Giờ giờ sao mình leo ra? Ông lại chuồn lâu quá này nó rồi giá. Nè. Đó cả nhà thấy không? Mua mấy bữa nay nó bị cho đất á. Nè. Đó đó cả nhà. Nè nè nè. Cái chú gì thế không? Vàng như nguyên cục cho bá vậy. Vàng khối anh. Vàng khối đó. Để đây lầu kia đi xuống anh thấy cái nguyên ngọc có màu vàng bự cho bá trên kia nè. Anh có nghe vụ vàng biết đi chưa? Vàng đi luôn hả? Đúng rồi. Đúng rồi, vàng đi anh. Vàng vàng 4 số 9 là nó biết đi. Rồi vàng 4 số 0 mà đi được không? 4 số 0 là nó không phải là vàng. Nó lết. Cả nhà. Ở đây rất là nguy hiểm luôn á cả nhà. Trời mưa này ẩm ỉ nó đốt gì nữa nè. Rắn rất không. Ở đây đốt gì ở đây đây ai đốt gì đây. Đúng không? Ở đây em nghĩ là xưa cái trò canh của thầy nè. Mà bây giờ dạng là thú hẹp nó lại. Không muốn cái vàng cho nó nè. Có lông bia đó nè. Thiếu mía nè. Có lông bia phải không? Cái này gì? Đá không? Đá. Đá. Em với anh Tâm mang kính mà vô cái chỗ này nó có khu. Nó không thấy được kia. Cái này có cái lừng nó cũng quá trời luôn. Đi ba người, hai người, ba, đi bốn người, ba người mang kính hả? Có mình em chưa mang á. Ê, ở trên đây là cái nền gì đây nè, có cái tô nữa nè, ai ăn gì để cái tô đây. Mệt quá rồi cả nhà. Có cái đường qua đây nè. Ghê lắm cả nhà. Lúc chỉ dưới luôn nè. Có cái hàng nữa đó. Hồi nãy thấy đâu cái khúc dưới đó rồi giờ đi lên đây không. Ở đây là nữa. Xuống đây cũng có cái hàng. Toàn đây là ở trên đỉnh luôn nha anh chị. Bây giờ mình đi ra tìm cái đường khác đây.
em mới mua. Lê hướng xong rồi đi. Bạch quá cả nhà. Bị ám ảnh nhìn đi không dám đi đây mũi quá đây mũi quá đi dài dài đó quay đi á. Ở đây mũi quá cả nhà, mệt quá nè. Mùa mưa này rắn. Ê, ê, cái cây này nó ngộ vậy ta. Nè, cái cây này ngộ không nè. Nó u nặng ra kỳ vậy. Nè. Đó, cây này cả nhà thấy không? Nó u, u nặng nặng ra nè. Nó giống cây xà rừng á. Mà sao nó u, u nặng ra kỳ vậy? Rồi nó có cái hang gì kìa. Rồi nó có cái hang gì kìa. Con nghe Tư ơi. Cho con chia sẻ cái clip vụ ông thầy Thích Minh Đạo nhỏ này lên nhận thông được không con? Dạ được, dạ được. Cô cứ nói đi. Nói được chưa? Rồi, 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 rồi. Cô cứ nói. Cái máy của mày sao gần đây nói chuyện nghe không được. Má chết đi, tao nghe được chưa vậy? Không, bên con nghe rõ lắm. Cô cứ nói đi.